Rồi, số đồ coi anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay là ngày 12 tây tháng tháng 2 năm 2020 thì không 2022 nha anh em. Thì em sẽ lên kỳ là kỳ 273. Thì kỳ này em lên là vừa bao cần và vừa mái nha. Đây, kỳ này em về được 6 cái bao cần ha, à, có một cái bao cần 3 ngăn luôn anh em, đẹp lắm ha. Bao cần đập full bao da hết trơn. Đó, hôm nay là bao da không à. Mới đẹp ha. Đó, dưới lên được 20 con mái, mái hôm nay phải nói là siêu chắc luôn. Đây, có một cái bộ ba mái thôi, giữa mấy con mái hôm nay chắc lắm anh em. Mái là mái đẹp luôn ha, thắng tay đồ nè. Đây kìa, full hộp luôn, full hộp sáng giới luôn. Anh em nào mà hộp với màu vàng đó, mình lấy con đó về mình không câu, mình trưng bày ha. Full vàng luôn, hai con full hộp. Đây, mấy con mái hôm nay là mấy con mái như mấy con Spotlight nè, Châu Lực nè, Olympic nè, ha. Olympic bữa nay em về được 5 con Olympic anh em. Olympic, dòng Olympic thì anh em biết rồi, nó quay một nhẹ. Đây một cặp luôn nè, cặp hai con nữa nè. Máy hôm nay thì size cũng to đó nè, size tầm khoảng cỡ là đa số là size tầm khoảng cỡ là 5.000 đến là 12.000 ha. Đó. Đấy, bao da thì hôm nay thì tròn bao da không. Rồi, lên đầu ha. Phí ship mặc định bên em là một đơn là 30.000, anh em nào chốt hai đơn trở lên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Thì anh em chốt hàng thì mình nhắn tin Zalo hoặc là gọi vô số này cho em ha, số điện thoại em trên đây nè. Đấy thì anh em bình luận dưới đây thì anh em chốt thì chốt hàng, anh em chốt hàng qua Zalo đi hoặc là số điện thoại đi nha anh em bình luận dưới đây là bị ẩn á, bình luận địa chỉ thì là bị ẩn nha. Đó, anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để được theo dõi cái clip em lên sớm nhất để mình chốt những món hàng mình đồng ý ha anh em. Rồi, ok, lên đồ ha. Lên bao cặn trước thì bao cặn hôm nay thì có 6 cái. Đây mã số 1. Đây mã số 1, bao đẹp luôn. Mẫu số 1 là một cái bao là 3 ngăn ha anh em. Bao đây 3 ngăn đây, hãng Sasaki ha, của Nhật nha anh em. Dòng Sasaki Nhật. Đây, cái dây kéo của nó thì hoàn chỉnh hết trơn. Đây, bao này đây, 3 ngăn. Đó. Có 3 cái ngăn ha. Đây, ở trong nè, trong mới chát luôn. Đó. Chung là bao là không có rách gì hết nha anh em, không rách, không lủng, không gì hết nha. Đây, có đồ sách luôn. Ha, có bộ sách vừa quải luôn. Đây. Nè. Bên ngoài cái này là nó dính keo ha, giờ anh em vệ sinh ra anh em, dính keo, không có gì hết. Đây. Hãng Sasaki. Đây cái đế nè, anh em coi cái đế nó không, đế gầy góc. Quá đã luôn. Đây. Thì bao này dài nó 1m25 ha. Cho anh em bao này thường anh em đựng cần tay đồ á ha, hoặc cần máy cũng vẫn được ha. Đó, tới 3 ngăn là anh em muốn đựng gì đó đựng 3 ngăn là. Rồi, giá của cái bao này là chất liệu da ha. Giá bao này là giá của nó là mã số 1 ha, giá là 850k ha anh em. Đây bao này có 850k thôi. Anh em lấy cái bao 3 ngăn về anh em chơi. Mà dài 1m25 ha. Rồi, ok, tiếp theo là mã số 2. Đây, mã số 2 là một cái bao đứng. Bao đứng cũng là dài 1m25 luôn, chất liệu da mềm nhũn luôn em nha. Ha, bao này từ đúc anh em đúc cần từ trên xuống nha, anh em đúc được có thể được nếu mà cần không á, có thể là từ 3 đến 5 cần ha, cỡ 5 cần á, nếu mà cần không á, không là anh em đúc cỡ 5 cần á, phải ra. Đây. Ở đây có cái túi nữa nè. Đó. Chất liệu là chất liệu da luôn nha anh em. Đó, từ trên đúc xuống. Cái này từ trên đúc xuống thì có dây quải luôn. Vẫn có dây quải bình thường. Đây, dây này để cố định. Đây, bao này từ trên đúc xuống nha. Nó dài 1m25 luôn ha anh em. Đấy, thì bao này giờ mã số 2 ha. Mã số 2 này giá là 350 nha, 350k. Rồi tiếp theo, mã số 3. Đây, mã số 3 là một cái cũng là cái bao da nữa cho anh em đựng cần tay nè. Ha, bao da này đựng cần tay ha anh em. Cái này là chỉ có không có quải nha, chỉ có sách thôi. Bao này chỉ có sách thôi. Dài là 1m nè. Dài là 95 anh em. Bao này dài tầm khoảng có 60 80. Bao này cỡ 90cm anh em. À đây, bao này có thông số luôn. Thì bao này nó là đựng cần 1m8 ha. Thường thường là bao này đựng cần 1m8. Nặng là 165g. Và thu gọn là 94,5cm hả? Không, cái bao này là của cái đựng cây cần anh em.
định kia cần 1m8 á. À, không phải là thông số của cái bao. Bao này là, bao này nó dài là 95 cm nha anh em. Bao này dài 95 cm. Đây chất liệu da đây, da rất là tốt luôn nè. Nè. Không? Đây. Từ trên đút xuống nè. Không? Đó. Cho anh em nào mà có cái cần 1m8 mà cần vip thì anh em hay là cần tay đồ ha. Anh em chơi anh em để vô cái bao này là quá ok luôn. Nó như là một cái bao cần mà nó giống loại bao vải vậy anh em. Nhưng mà này chất liệu rất chịu da ha. Mã số 3 này 250 nha anh em. Rồi tiếp theo. Mã số 4. Đây, mã số 4 là một bao dạng ống ha, một cái bao dạng ống. Dài là bao này dài 1m nha anh em. Đây. Bao này dài 1m. Chất liệu da cho anh em đựng gần tay ha, dạng suông nè. Anh em đựng gần tay cũng nhiều lắm nha. Bao này đựng đẹp lắm nè, độ mới rất là cao luôn á. Đây, bao này rất là mới. Dây kéo thì nói chung là hoàn chỉnh hết nha. Dòng này IKK ha anh em. Dòng IKK. Đây bên trong đây. Mới chát luôn. Đó, IKK. Đây. Thì bao này dài 1m nha. Bao mã số 4 này dài 1m ha. Giá là 370k ha anh em. Có đồ quải luôn. Đây có dây quải luôn. Bao này cho anh em đựng gần tay nè. Mấy này đựng gần tay hết nè. Rồi tiếp theo, số 5 là một bao. Bao này dài 1m05 ha. Dài 1m05 màu đen. Ồ, quá đẹp luôn. Bóng lưỡng luôn. Độ mới rất là cao ha. 85% ăn lên đó. Nè. Bóng lưỡng luôn. Đấy. Mấy cái bao này cho anh em đựng gần tay á. Đây. Dây kéo thì quá đẹp luôn. Nè. Dây quải nè. Dây quải sáng trưng luôn. Đây, thì bao này mã số 5 ha anh em. Dài 1m05, giá của nó là 370k luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 6. Đây, mã số 6 là cuối cùng của cái bao đỏ. Hồi nói là bao đỏ. Quá là mới luôn. À. Cho anh em coi chừng chi tiết nè. À, cũng là một bao đựng gần tay tiếp. Dạng cũng dạng ống lắm ha. Đây. Đây, cái dây quải nè, dây quải siêu mới luôn. Bao này mới quá. Đây, dây kéo đây, kéo còn quá đẹp. Nha. Thì bao này dài 1m1 ha. Bao này dài 1m1. À, giá cái bao này là 400k ha. Mà số 6 là 400k ha anh em. Dài 1m1. Rồi. Trên lên máy ha. Bao xong rồi. Tiếp theo máy thôi. Rồi, máy mã số 7 nha. Đây, mã số 7 là hôm nay cho anh em bộ ba máy luôn. Đây, ba máy luôn. Ba máy này size tầm khoảng cỡ 1000 anh em. Ba máy 1000. 1000 đến 1500 à. Nó cho anh em về con tôm. Ba máy hàng Trung anh em, hàng Trung xuất Nhật ha. Đấy. Đây con đầu đầu tiên, con này mới chát luôn. Nè, cái form đẹp quá đẹp. Mới tinh luôn. Đổi tay trái phải mua bình sống hết nha. Đổi tay trái phải mua bình sống hết nha nè. Đó. Mua bình sống hết. Này, con này mới chát luôn ha. Tiếp theo. Con này cũng quá mới rồi. Này, mới tinh luôn. Mới về nhà te luôn. Rồi tiếp theo. Con này cho tay kiểu luôn nè. À. Ok ha. Ba con này giá phải nói là quá rẻ luôn. Mã số 7. 250k ha, 250k anh em lấy được ba bộ ba này ha. Ba con 250k. Rồi, tiếp theo. Mã số 8, đây, tới hàng giữ rồi nè. Con máy này còn một con máy cổ có trợ lực ha anh em. Một con máy cổ dòng Diamond, hạng Japan ha anh em. Máy cổ. Tay quay là tay quay vặn nha. Con này tay quay vặn nha anh em, chứ không phải là tay quay cốt à, tay quay vặn nè. Đó, có đổi tay ha, đổi tay trái phải. Con này đặc biệt cái này đó, đổi tay là đổi cốt nha, đổi cốt tay. Đây nó có con ốc ở đây nè. Đó, anh em muốn đổi qua bên phải á thì anh em nó có một cái cốt nữa, cái cốt bên phải là nó nằm trên đây nè. Nó nằm trên đây nè. Em dặn ra cho. Lấy cái kìm ra dặn ra. Đây, tại vì nó hơi cứng rồi nè. Nên em phải lấy kìm mới được. Ha. Đó, anh em về anh em dặn vài lần là nó rơi trơn này đó. Đây, cái cốt bên tay trái nè. Cốt răng bên tay phải nè ha. Còn răng này đang ở trong đây là tay trái. Anh em đổi thì anh em dẫn con ốc này ra. Nó có cái cốt ở đây nè ha. Cốt đổi tay đó.
cái nó lạ gì đó con máy này ha. Rồi anh em đổi xong nhớ để đây ha, dặn cái nắp lại đó, dặn cái nắp lại là ok xong rồi. Cái thì con này là dòng của nó là dòng máy cổ ha anh em. Anh em mà về anh em mua con này, anh em mà về đánh bóng nữa lại cái nữa thì khỏi chơi luôn anh em. Con này đánh bóng mà quá đã luôn ha. Đây nè, tại vì cái nó bị muối đóng á, vô mấy cái cảnh á, dặn nó hơi cứng. Thì anh em về anh em vệ sinh lại ha. Đây, anh em muốn gắn tay thì anh em để vô thôi. Nó gần bên tay trái luôn rồi, nó đang gắn gần bên tay trái này ha. Đó. Trợ lực luôn nha anh em. Đây phơm máy nè. Máy thì nó hơi cũ xíu ha. Nhìn nó chưa vệ sinh, nhìn hơi dơ xíu. Nè, trước sơn thì còn ngon lắm ha. Dòng này chạy 32 bạc đạn luôn anh em. Giặt quá ngon luôn, trợ lực luôn ha. Đặc biệt là có trợ lực luôn. Thì size con này tầm khoảng cỡ là con này size cỡ là 2000 ha anh em. Con này size 2000 ha. Ratio của nó nhanh ha, 5.2. Con này anh em lưu rồi khỏi chơi luôn. Dòng này là em có bán cho một ông chú. Ông chú ông lưu con này, ông nói quá trời đã nha. Đây trợ lực luôn. Ông chú ông chuyên chơi lưu á, ông lấy con này về ông lưu, ông nói lưu ngon lắm. Rồi Gato 5.2 quá ngon rồi. Con này con Micro 7 ha, No 1. Đây. Máy quay nhẹ, nghe teo luôn. Đó, rồi thì con này mã số nó là mã số 8 ha. Giá của nó là 400k anh em. Rồi, tiếp theo. Đây, hàng bếp luôn. Đây hàng hiếm nè. Hàng này ít gặp lắm anh em, mấy con GS nè. GS này ít gặp lắm. Đây, GS đai qua automatic GS 900X. À. Tay quay kim loại núm gỗ luôn ha. Nó qua dằn này đủ cho, qua dằn tay, qua dằn cối rồi. Con này về anh em vệ sinh lại ha, nó hơi dơ nè. Chưa vệ sinh đó anh em chà rửa xà bông, lấy cái cước hay bằng chải anh em chà lại cái là con này sáng lắm. Sáng trưng luôn. Nè, phen ở dây nè. Quá ngon luôn. Đặc biệt con này cũng có trợ lực nữa ha. Có mở cối nhanh luôn ha. Có trợ lực, có mở cối nhanh luôn. Đó, đây. Mua bình sống đổi tay trái phải luôn nha anh em. Nè, có mở có nhanh thao tác mở có nhanh luôn ha. Bấm cái nút này anh em rút cái cối ra thôi. Nha. Đây. Mua bình sống nha, đổi tay trái phải luôn. Đây, con này em chưa có vô dầu tại về là em bán luôn, em chưa vệ sinh vô dầu gì hết rồi. Nó còn nè, nó một gì là nó còn chưa đúng cái độ mượt của nó. Con này mượt lắm ha. Con này mà vô dầu vệ sinh lại một cái ha, nó mượt. Dữ lắm luôn. Đây thì GS automatic, con này mã số là mã số 9 nha, giá của nó là 650k ha anh em, giá ban luôn ha. Con đây qua GS rồi. Tiếp theo đây, siêu phẩm luôn, một con spotlight tay cò ha. Con này là spotlight GS 1000LB ha, dòng bằng chạy bạc đạn luôn. Thì con này mắc cái tem bên đây này nè, cái tem giống này nè, bên đây nè, nó bị gớt cái tem ra nè đó ha. Nè, hàng về là nó vậy luôn ha, chứ không phải nó gớt khi mà trong thùng quá thì em còn kiếm lại được. Mà coi cái này, cái tem này nó mắc khi mà hàng nó bẩn nó về luôn. Mà con nó đẹp kinh luôn, sáng chói luôn nè. Cái cối này cối vàng nè. Mô bình sống nha, nó thắng tay mô bình sống nha, nó một như một con máy thường vậy ha nè. Mà có chế độ thắng tay luôn ha, máy quay nhẹ hiệu luôn. Bóp là dính. À, độ mới con này rất là cao, trên 85% á. Bóng lưỡng luôn. Tay quay luôn nè, hàng da ben ha. Thì con này size của nó tương đương chắc tầm khoảng cỡ 6-7 ngàn á. Đây. Con này tương đương là size 6 ngàn ha nè. 5-6 ngàn à. Con này nó phơm nó bự ha. Bự. Phơm cũng to ha. Con này phơm size 6 ngàn á nè. Ha. Nè. Cước số 6 dài là 150m nha nè. Con này cước 6 dài 150m ha. Cước số 5 dài 180m. Cước số 4 dài là 230m ha. Đó, còn mới tinh luôn. Thì con này mã số của nó là mã số 10 ha. Giá là 750 nha nè. Con này anh em lấy nhanh thì còn ha. Giờ sưu tầm thì khỏi chê luôn. Nè, quá trời mới rồi.
Rồi tiếp theo, hàng độc không? Bữa nay hàng độc không? Đây con mã số 11 này cũng độc bữa nay. Hồi đó giờ anh em thấy Arucat này là toàn em thấy toàn là mấy con có nông mua bên chết luôn mà. À, bữa nay về là một con này con mua bên sống luôn ha. Arucat GS 3000 thì size thật của nó tương đương là 6000 ha. Con này size tương đương là 6000. GS 3000 Arucat. Đây, ratio là 3.6 ha. Cước số 6 là chạy dầu vô là 210 m nha nè. Đó, con này size tương đương 6000. Đây cái phần gầy của nó nè. Còn mới ha. Mới tinh nè. Đặc biệt con này cái tiếng vàng của nó đã lắm anh em. Nè. Cái tiếng vàng của nó đã không? Lớn đã không? Máy quay thì nói là siêu mượt luôn. Ờ con này nó quay nó mượt kinh thì chứ, nghe hiu luôn anh em. Thấy không? Đó thì con này nha, Shimano hay hàng Japan luôn nha anh em. Con này hàng Japan luôn đó, hãng Shimano có là có carbon ha, thân là thân kim loại. Mô binh sống đổi tay trái phải được nha anh em. Thì con này mã số 11 ha, giá chỉ có 500k à, anh em. Đó, rồi tiếp theo lên trên. Đây lên trên thì có cái cặp bộ đôi hai con máy giống nhau. Đây bộ đôi hai máy giống nhau là mã 12 và 13. Đây mới tin luôn, 12 và 13 nha. Cái màu của nó nhìn anh em nhìn thấy màu cũ nhưng mà nó rất là mới nha. Tại cái màu của nó anh em nhìn nó hơi sậm thôi, máy còn rất mới. Đây mới lắm đấy nha. Hai con tay quay kiểu luôn ha. Đó hai con tay quay quay kiểu luôn, đổi tay trái phải mua bình sống nha. Thân là kim loại, cối là cối carbon nha anh em. Đây máy quay nhẹ tay luôn anh em ơi. Hai con nào cũng vậy hết trơn. Size tương đương là con này size tương đương là cỡ là 6000 ha. Hai con này tương đương là 6-7000 anh em. Tại vì cái cối của nó bằng con mấy cái con này ha, size tương đương tầm 6-7000 ha. Đó. Đây, tại nó không có thông số. Con này là bus Daiwa bus Max 4 2500. Đó, size tương đương là 6-7000 ha. Đây. Con nào cũng quay ngon hết trơn á. Đây con nào quay cũng mượt hết. Này hai con. Đây. Rồi, mã số 13 và 14 có giá đồng nhau ha anh em. Phép 12 và 13 chứ. Đây, 12 và 13 có giá là 500k một con ha. Anh em là có điều kiện mình lấy hai con này luôn ha. Cái tay quay đẹp quá đẹp luôn. Đây. Rồi, tiếp theo là mã số 14 và 15. 14 15 thì giống nhau nhưng mà khác size. Đây, mã số 14 đây. 14 đẹp kinh luôn anh em ơi. Nè, anh em nào thích chơi lực thì vẫn có chơi lực cho anh em chơi ha. Này, có chơi lực luôn ha. 14 15 thì giống nhau nhưng mà khác size thôi. Còn này cái cối siêu đẹp luôn. Quá trời đẹp cái cối. Nè, mới chét luôn nè. Đó. Spotlight XT 2000 ha. XT 2000 thì size tương đương chất 6000. Còn nhớ không lầm là nó size 6000 á. Đúng rồi, size 6000 nha. Cước số 6 vào 200m nha anh em. Con này size 6000 á. Spotlight XT 2000. Wow, mới à, mới tinh ha. Trời ơi, quá ok luôn. Quay nhẹ tay à, mấy cái spotlight này quay nhẹ tay à. Đó. Giá rất là ok cho anh em chơi luôn ha. Mã số 14 giá có 650 rồi nè. Lấy nhanh thì còn ha. Còn mã số 15. Đây, mã số 15 thì con này Spotlight ST 3000 ha, size to hơn con kia xíu. Nè, còn mới đó ha. Có xuất sắc ở đây thôi. Thân hình còn cũng khá là sáng nha. Cỏ thì quá ok rồi. Nè, cũng dòng trợ lực riêng con kia ha nè. Con này là ST 3000 thì size nó size 7000 ha. Con này size 7000, có số 7 dầu là 200m nha anh em. Rồi. Ồ, máy quay nhẹ tay luôn anh em ơi. Quá ok. Đó. Thì con này cũng mã 15 ha, cũng giá 650 cho anh em luôn, đồng giá nè. Anh em nào có điều kiện lấy hai con này chơi ha. Hai con cốt chi lực nè, về câu biển nè. Này cảo cá to rồi. Rồi, tiếp theo mã số 16. 16 khỏi chơi luôn. Quá trời ok luôn. Nè. Thằng máy nè, anh em thấy không? Sáng chói luôn. Mới tinh. À, dưới đít nè,
không có xước luôn nè, không tay quay thì quá đẹp luôn nè, đấy tay quay quá đẹp luôn. Đây qua ST1500DX nha, dòng printer ST1500DX nha, size tương đương là 6000 ha, ruốc số 6 vô 180m nha anh em. Đó, máy quay nhẹ tay đó. Rồi mã số 16 ha, 550 nha anh em, khoen ra dây nè anh em thấy không, xây luôn ha, mới tinh thấy không đó. Mã số 16 này 550. Rồi tiếp theo mã số 17 đây, hàng này cũng hiếm lắm anh em, dòng Shimano S4 nè, Shimano đây, dòng Shimano này có xuất sắc nha, con này có xuất sắc. Đây cái này là đôn cối nha nè, đôn cối thôi. Thì con này size của nó là dòng Shimano Subac 2000V0 ha. Con này của nó là cước số 6 190m, con này size 6000 nha anh em. Con này size 6000. À, anh em thấy không? Con này chiêu một luôn anh em ơi, quay nhẹ heo cá rồi, nói chung nó nhẹ rất là nhẹ luôn nha. Em cầm cái tay này nó quay nhẹ teo nè, quay hoài được hoài luôn nha. Đó, em thấy không, nhẹ vậy đó. Đó. Rồi thì con này cũng là hàng Japan luôn anh em, con hãng Shimano. Đó, con này mã số là mã số 17 nha, giá là 480k ha anh em. 17 này 480k. Đây. Rồi tiếp theo mã số 18 lên trên. Đây mấy con có máy to đây. Đây 18 này cũng đẹp quá nè. Đây qua Sport No 1 ha. Dòng này chạy 2 bậc đạn nha nè. Sport No 1. Bộ bình sống nha. Con này size tương đương của nó là cước số, con này cước số 10 12 vô 150m, cước số 10 vô 175m nha. Cước số 8 vô 215m nha. Con này size tương đương là 9500 nha anh em. Con này có 9500. Máy siêu một luôn. Quá trời một rồi. Thì con này nó có xước nha. Có xước sát dưới đây nè, chốc sơn dưới đít. Đó. Tay quay thì quá đẹp rồi. Chốc sơn đít dưới hai bên cánh nha. Đây hai bên cánh nè, nổ sơn nè, nổ sơn xíu nè. À, còn tổng thể thì nhìn còn rất là đẹp ha. Còn sáng lắm. Cối thì khỏi chơi luôn, cối sáng bóng luôn. Mô bình sống đổi tay trái phải nha, phen dây khỏi chơi rồi. Đây, con này size 9500 nha anh em. Máy quay nhẹ heo luôn. Nè. Nó chớn đi lắm luôn. Nó, máy cũng to lắm ha, thân hình mình tái to ha, có xước ở đây nha. Thì con này mã số 18 ha, con này giá chỉ có 680k anh em. Rồi tiếp theo một con máy, đây một con máy cổ tiếp. Anh em nào mà chơi mình tay phải á, con này máy tay phải nha, không đổi tay được bên trái nha anh em. Còn anh em nào mà chơi máy tay phải với con máy này khỏi chơi luôn, dòng máy cổ. À. Con này đây, nó gặt cái anh em quay cái là nó tự ngã xuống rồi. Còn mà anh em quay anh em tự gặt cũng được đó ha. Nè. Đó. Một dòng máy dòng này cũng khá là cổ ha. Dòng Spawn Professional gì đó. Hãng là không biết hãng của nào. Nè, chắc hãng Professional gì nè. Hãng này nó nghỉ ngưng sản xuất rồi. Nha, cũng Japan luôn anh em. Đây hàng Japan ha. Con này mã số 19, size là 10000 anh em. Đây, cái khoen đây nó bị muối đóng nha. À, nữa em làm lại cho anh em. Mà máy nó quay nó nhẹ kinh khủng luôn. Nhẹ tay à. Nè. Đây đã lắm nè. Anh em nào mà chơi tay phải mình lấy nha. Con này câu biển thì khỏi chơi luôn. Nè, cái con cối nè. À, có nhôm sáng bóng luôn. Đây. Hàng Japan. Con này tay quay phải nha. Không đổi tay được nha. Con này quay phải, bên phải thôi. Thì con này mã số 19 nè, giá là 600k ha anh em, size 10000 ha. Anh em nào chơi tay phải lấy con này về khỏi chơi luôn. Rồi tiếp theo mã số 20 đây, 20 dòng Retro này anh em nào chơi máy kim loại thì anh em cũng biết rồi ha, khá biết nhiều về nó rồi. Đây cái cối con này đẹp quá ha, con này cối còn sáng bóng luôn.
Con này Letgo Letgo máy, Letgo V0 400 ha. Con Letgo V0 400. Nha, thân hình máy còn rất là sáng nha, có xước sát nha, trên đây cũng có xước sát sơn hai bên cánh. Đây thì thông số con này nè, con này nặng là 530g ha. 535g, ratio là 4.67. Size là size 8000 ha, cước số 8 vào 200m nha anh em. Con này size 8000. Thò ra nó nè. Phải nói là quay nó một cái dòng em thích nhất là cái dòng Olympic. Dòng Olympic nó con máy nào nó cũng vậy chứ. Ha, con máy nào nó quay nó cũng nhẹ một và đầm hết trơn nha. Cái tiếng kêu của nó cũng đã tai. Thấy không? Nè. Cái chớn nó đi thì thôi đi. Thấy không? Dòng này anh em cạo cá khỏi chơi. Con này có đun cối nha nè. Con này có đồ đun cối luôn nè. Đó. Mã số con này là mã số 20 ha. Giá của nó là 650 nha nè. Giá này quá là tốt luôn nha. Với một con máy là size 8000. Rồi, tiếp theo. Mã số 22. Ủa, con này. Đúng rồi, còn mã số 20 tới 21 chứ. Mã số 20 tới 21 chứ. Đúng rồi, 21. 21 này hàng cũng hiếm nè. Dòng Olympic tiếp. Olympic Power Full nha. Power Full gì? Chết. Chết riêu gì đó. Thì con này là 757 ha. Dòng 757 này ít gặp anh em. Người ta qua tay quay của dòng 757 này anh em nhìn là mê liền cái tay quay nó. Tay quay quá trời đẹp. Sáng tối luôn. Con này còn mới lắm. Thì anh em chưa vệ sinh thôi, anh em giờ vệ sinh lại là mới có xuất sắc nè ha. Con này chạy hai bậc đạn. Dòng này gì? Ryobi Olympic luôn ha. Dòng gì? Ryobi Olympic, không lẽ hàng Ryobi với hàng Olympic cái này nó hợp tác với nhau ta. Nha, dòng này là vừa Ryobi mà vừa Olympic luôn, vừa Powerful được. Đúng rồi, Powerful là dòng Powerful là của hàng Ryobi không à. Đó, cái này chắc hợp tác với nhau quá. Đây, hàng Japan luôn ha anh em. 757 Ryobi Olympic. Đây, có phá cối luôn ha. Con này có chế độ phá cối, vô bình sống, đổi tay trái phải, có trợ lực cây dây luôn, chống rối. Đó. Máy quay nè. Siêu nhẹ luôn ha. Nhẹ te. Đó, nhẹ te luôn. Đấy, thì con này size tương đương của nó là size cũng là cỡ 8-9 ngàn ha nè. Con này size 8-9 ngàn, con size 8 ngàn là ba lớn rồi nè. Thì con này nó cũng bằng nhau thôi, con này size cũng 8 ngàn anh em, hai con này nó bằng nhau nè ha. Con 21 này cũng size 8 ngàn nè. Đây size 8 ngàn. Máy quay siêu nhẹ luôn. Đó, thì con 21 này giá cũng là 650 luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 22. Đây 22 bự chà bá luôn. Đó, anh em là câu biển lấy ha. Cũng dòng Letgo luôn, Letgo 550 Smart 3. Cước số 10 vô 200m ha, cước số 8 vô là 250m ha. Con này nặng 780g, ratio là 4.4 nha anh em. Chạy 3 bậc đạn ha. Đó, có phá cối, chờ lực là dính cối luôn ha. Con này cái cốt nó to lắm anh em. Rồi, có chống rối luôn ha. Con này bị chống rối luôn. Đây, có xuất sắc nha. Con này có xuất sắc. Quay nhẹ te nè. Con này quay rất là nhẹ. Thì nhẹ lắm. Con này form size form bự này, con này cỡ 12.000 ha anh em. Con này form của nó là cỡ size 12.000. Đó. Japan luôn ha, in Japan. Con này mã số 22 nha, giá 850 nha anh em. Dòng này anh em câu cá to rồi khỏi chơi rồi. Cục biển. Nha, siêu nhẹ luôn. Olympic nó quay quá đã. Đó, mã số 22, giá 850k. Rồi, tiếp theo mã số 23. Đây lên dòng trên là máy chắc không. 23 là con này anh em lấy nhanh thì còn ha. Chút nhanh còn con này. Chút chậm là hết trơn con. Một con Olympic. Olympic dòng Letgo V450. Đây, đặc biệt con này Gatio siêu nhanh. Đây, con này nặng là 480g, Gatio là 6.2 nha anh em. Quay nhanh lắm anh em. Quay nhanh cực kỳ luôn á, Gatio đi 6.2 lần á. Đây.
Con này nó thông số của nó đây, con này cuốc số 6 vào 220m, cuốc số 8 vào 120m ha, cuốc số 5 vào 275m nha anh em. Con này size tương đương là 6.500 nha. Con này size tương đương là 6.500. Chạy hai mặt đạn mới tinh luôn. Phải nói là quá là mới. 85% cho anh em chơi. Đó. Radio thì con này kết cái là radio quá nhanh, 6.2. Rồi con này mã số là 23 ha, giá của nó là 750 nha anh em. Chút nhanh thì còn luôn ha. Rồi, con này tiếp theo là một con Olympic tiếp, chạy hai bạc đạn nữa nè. Dòng này Olympic Fishing Tackle. Con này gato cũng nhanh ha, 4.7, nặng 540g. Size là size 8.000 ha. Con này size 8.000 nè. Đây, nhẹ tay luôn. Quá là nhẹ luôn. Đó. Dòng Retro luôn ha. Retro 500 ha nè. Con này Retro Retro V500. Đây, con này có đây, cái nắp của nó có số luôn rồi nè. Dặn trong này không, cái này không có số. Mua bình sống nè, đổi tay trái phải bình thường nữa nè. Thì quá là ok luôn. Đó, rồi con này mã số là mã số 24. Giá của nó là 650 luôn ha nè. 24. Rồi, tiếp theo. Đây, một con full hộp luôn. Con một con Printer XT. Daiwa Printer XT 5000S ha. Con này chọn full hộp luôn, thì trong hộp nó thì có một cái bao vải. Đây. Hộp nó thì có bao vải ha. Dưới lại cái tấm giấy chi tiết. Tấm giấy chi tiết của cái con máy này. Đây. Kết cấu hướng dẫn gì đó. Đây. Full hộp. Máy thì phải nói là quá đã. Anh em là mua về sưu tầm chơi ha. Không câu thì mình có thể sưu tầm. Đấy. Mới không tì vết. Này. Cối vàng luôn. Tay quay chống rối luôn. Cái khuyên cái gì chống rối. Mới lắm, mới tinh nè. Japan. Con này mở ra vô dầu xíu là ngon ha. Cảm giác quay con này bị khô dầu. Để lâu quá khô dầu, cảm giác quay hơi nặng xíu ha. Cảm giác con này quay hơi nặng xíu. Nhưng mà vô dầu. Con này vô dầu lại là quay nhẹ lắm ha. Tại để lâu quá không sử dụng, dầu nó bị khô quá nè. Nhớt nha, khô nhớt khô dầu. Máy gì máy phải nói là siêu mới luôn. Đó, thì con này mã số của nó là mã số 25 ha. Rồi. Đây mã số 25 ha nè. Full hộp luôn. Giá của nó là 1.2 triệu ha. Con này giá là 1.2 triệu nha anh em. Siêu mới luôn. Hàng đấu giá nha anh em. Rồi, tiếp theo là một con 26 cuối cùng. Một con Gigonet 4000T nha, con Gigonet 4000T. Đây. Đây, còn hộp, con này thì hộp của nó thì cũng còn cái sách hướng dẫn và cái bao vải nha. Trong hộp thì cũng có sách hướng dẫn, bao vải. Đây, sách chi tiết đầy đủ. Đó. Full hộp. Máy đây. Phải nói là quá trời mới luôn. Máy full hộp mà không mới sao được. Đây. Đó. Bông lưỡng luôn nè không. Nói là mới. Mới lắm. Đây nút quay này, nút vàng này có số luôn. Mua bình sống, đổi tay trái phải. Gigonet ha. 4000T, size thật của con này là size 6000 ha. Quên nói con 25 nữa. Con 25 này là size 10000 ha anh em. 25 này size 10000 ha. Đây. Đó, quá trời ok.
Tay à, tay quay kim loại núng gỗ luôn. Quay nhà tay à. Thì con này mã số 26, giá của nó là 750k ha anh em. Đó, để em nói lại cái thông số của con 25 ha. Đây, quên hồi nãy quên nói thông số con 25. Con 25 này size của nó là size size cỡ 10.000 ha. Con này size cỡ 10.000 ha anh em. Cước số 8 vào 230m ha. Cước số 10 vào tầm khoảng cỡ là 180m đó. Con này. Ha, con này size tương đương là 10.000 ha anh em. Mới qua mới. Rồi, chào anh em ha.